Hello anh em, vậy là còn một vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ đến với cái buổi ra mắt chính thức của chiếc FPV DJI. Và trong video ngày hôm nay, với những thông tin leak mà mình tìm hiểu được, thì chúng ta hãy cùng nhau chỉ ra những cái điểm mạnh và điểm yếu của chiếc FPV này nhé. Về ưu điểm thì có lẽ mình sẽ phải nói với anh em rằng là đây là cái chiếc FPV đầu tiên ở trên thế giới mà nó sở hữu nhiều điểm mới nhất. Đầu tiên thì nó sẽ sở hữu cho mình ba cái hệ thống định vị và nó sẽ giúp cho cái chiếc FPV này ấy, nó sẽ có những cái tính năng như là giữ nguyên vị trí này hay là quay trở về khi mà hết pin. Và đây là một trong những cái tính năng mà những anh em chơi FPV tự build luôn mong muốn. Tiếp theo đó thì đây là cái chiếc FPV đầu tiên ở trên thế giới mà sở hữu cảm biến. Theo như mình tìm hiểu được thì nó sẽ có cảm biến ở phía trước và cảm biến ở phía dưới. Nó sẽ giúp cái việc là phát hiện ra vật thể lạ này. Và kèm theo đó nữa là sẽ là một cái tính năng rất là hay ho cho anh em, đó là tự động hạ cánh. Ở cái chiều ngược lại thì những anh em mà chơi FPV tự build thì những cái thao tác này hoàn toàn là chúng ta sẽ phải làm thủ công. Về thời lượng bay thì theo như mình tìm hiểu được ấy thì nó sẽ bay được khoảng là 20 phút, nhưng mà đó là ở trong cái điều kiện là phòng thí nghiệm mà thôi, tức là chúng ta sẽ không có vật cản này và không có gió. Và còn ở thực tế thì có lẽ mình nghĩ rằng là nó sẽ chỉ bay được khoảng 15 phút thôi. Thế nhưng cái thời gian 15 phút này là quá đủ để cho anh em có thể là trải nghiệm cái công nghệ FPV rồi. Một cái điểm nữa mà mình cũng rất ấn tượng với sản phẩm này đó là về tốc độ. Nếu như mà anh em đã tìm hiểu về tốc độ của những cái sản phẩm trước của DJI ấy, như là Mavic hay là Phantom, thì nó sẽ có cái tốc độ tối đa là 72 km/h. Hay là một cái sản phẩm cao cấp hơn là Inspire thì nó sẽ có cái tốc độ là 94 km/h. Còn với cái chiếc FPV của nhà DJI ấy, thì nó sẽ có tốc độ là 140 km/h. Và đây là một trong những cái tốc độ rất tuyệt vời để chúng ta có thể là trải nghiệm cái chế độ FPV. Cái điểm tiếp theo mình cần nói với anh em ở đây đó là về cảm biến và độ phân giải. Với những thông tin mình tìm hiểu được ấy, thì nó sẽ có cảm biến là 1:2.3 inch và độ phân giải là 4K 60 frame, thì nó sẽ rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là edit những cái video 4K dạng slow motion. Và đây chính là cái hướng mà DJI đang muốn nhắm đến sản phẩm này, đó là FPV Cinematic chứ không phải là FPV Racing. Về điều khiển của cái chiếc FPV DJI này ấy, thì mình thấy rằng là nó khác hoàn toàn so với điều khiển của những cái dòng sản phẩm trước của DJI. Mình trông nó khá là giống một chiếc tay cầm của PS4. Và đâu đó thì nó sẽ được trang bị thêm cho mình đó là cái công nghệ OcuSight 2.0. Kèm theo đó nữa sẽ là hai cái giải tần là 2.4 và 5.8. Và cái việc này thì nó sẽ giúp cho cái chiếc FPV của chúng ta nó bay được ở trong khoảng cách là 10 km. Nó xa hơn rất là nhiều so với những cái chiếc FPV mà chúng ta tự build. Và bên cạnh đó thì gần đây DJI còn leak ra một cái sản phẩm, đó chính là một cái tay cầm một tay. Nhưng mà đây nó chỉ là một cái động thái thăm dò ý kiến của người dùng, nên là có lẽ cái sản phẩm này sẽ còn rất lâu nữa mới có thể ra mắt được. Và ở cái video leak lần trước ấy, thì mình đã có chia sẻ với anh em về cái chiếc kính là FPV V2. Và cái chiếc kính này thì nó có rất là nhiều những cái điểm nâng cấp. Nhưng mà theo mình cái điểm đáng giá nhất ở đây đó chính là công nghệ digital thay vì là analog. Và với công nghệ này thì nó sẽ giúp truyền tải hình ảnh một cách rõ nét hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó nữa thì còn một cái thông tin mà mình cũng tìm hiểu được, đó chính là ở trên cái chiếc FPV ấy, thì nó sẽ trang bị thêm cho mình đó là một cái mic để có thể là truyền âm thanh về chiếc kính FPV V2. Thế nhưng mà cái thông tin này có lẽ là chúng ta sẽ phải xác nhận vào 9 giờ tối nay thì mới có thể biết xem là nó có chính xác hay không. Vậy thì nhược điểm của cái chiếc FPV của nhà DJI này sẽ là gì? Với những anh em mà chơi FPV tự build ấy, thì anh em cũng biết rằng là để mà build được một bộ FPV, chúng ta sẽ mất từ 20 cho đến 30 triệu đồng. Và khi mà va chạm ấy, thì cái giá mà chúng ta thay linh kiện nó cũng rất là rẻ thôi. Nhưng mà với một cái sản phẩm đến từ DJI thì những cái linh kiện đó nó hoàn toàn rất là đắt. Trong những trường hợp mà chúng ta bị va chạm này, hay là chúng ta bị rơi flycam hay là rơi FPV ấy, thì cái vấn đề sửa chữa ở đây nó là rất cao. Và một cái vấn đề nữa mà các bạn cần quan tâm ở đây đó chính là cái chiếc kính mình vừa mới kể ở bên trên. Cái chiếc kính này thì hiện tại nó đang có giá là khoảng 14 triệu đồng. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ở đây rằng là nếu như cái chiếc kính này bị hỏng thì có phương án nào để có thể là thay thế hay không? Hay là chúng ta sẽ phải bỏ ra 14 triệu để mua lại một chiếc kính như vậy? Và cái nhược điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ cho anh em đó là cái chiếc FPV này nó sẽ được trang bị giống như một chiếc flycam của DJI. Thế nên là nó sẽ được tối ưu ở trong một khung máy, nên là anh em có thấy rằng là cái ngoại hình của nó khá là lớn. Và bởi vì có một ngoại hình nó lớn như vậy ấy, thì nó sẽ khó trong cái việc là chúng ta bay ở trong những cái môi trường hẹp này. Và thêm vào đó nữa thì nó sẽ không thể nào mà cạnh tranh về cái độ linh hoạt với những cái chiếc FPV tự build được.
Chốt lại với những cái ưu nhược điểm mà mình vừa mới kể trên cho anh em ấy, thì DJI FPV nó sẽ phù hợp với những anh em mà ngại cái việc là vọc vạch này, hay là ngại việc lắp ráp một chiếc FPV. Và kèm theo đó nữa thì nó còn dành cho những anh em mà thích chơi cái chế độ là FPV Cinematic. Còn ở chiều ngược lại, nếu như mà anh em muốn có một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình, thì cái việc mà chúng ta tự build một chiếc FPV ấy, nó luôn là một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em. Và cuối cùng thì những cái thông tin mình vừa mới kể trên cho anh em là những cái thông tin leak mà mình tự tìm hiểu được, nó không chính xác hoàn toàn là 100%. Thế nên là để mà chính xác hơn thì chúng ta sẽ chờ đón vào 9 giờ tối ngày hôm nay để có thể là xem cái sự kiện ra mắt chiếc FPV này nhá. Và anh em nhớ là đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá. Chào anh em.